Đây là toàn bộ quang cảnh ở bên ngoài sân tập của U23 Việt Nam trên đất Hàn Quốc. Và điều đặc biệt mà chúng tôi lựa chọn để đặt tên cho chủ đề đó chính là sự xuất hiện của rất rất đông những con người đang có mặt ở trước sân. Họ là những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Họ là những người Hàn Quốc. Khi biết thông tin đội tuyển U23 Việt Nam có chuyến tập huấn tại thành phố Tông Dông thì tất cả mọi người đã kéo đến ngay trước buổi tập. Vào lúc 16 giờ theo dự kiến thì U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại đây. Nhưng từ cách đây khoảng 45 cho đến 1 tiếng thì đã có rất nhiều những cổ động viên, những người yêu mến đội tuyển U23 Việt Nam, kính trọng thầy Bắc và khâm phục tập thể cũng như là bóng đá Việt Nam thì họ đã sớm có mặt tại đây. Và đây các bạn có thể thấy một không gian, một không khí vô cùng là cảm xúc, rất là cảm động. Khi mà chúng tôi trên con đường đến và chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng này thì việc đầu tiên mà chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm đó là phải ghi lại những khoảnh khắc này. Một trong những khoảnh khắc mà vô cùng cảm động với tất cả anh em làm nghề chúng tôi. Trong những năm gần đây thì bóng đá Việt Nam, các đội tuyển của chúng ta nhận được rất nhiều tình cảm của mọi người. Nhưng mà để được chứng kiến những giây phút này thì nó lại là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Ước tính của chúng tôi vào lúc này có khoảng trên dưới 100 người. Có thể đó là những người Việt Nam và cả những người Hàn Quốc, họ đang có mặt ở đây. Và những dòng băng rôn đây nhiệt liệt chào mừng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đến tập huấn tại Tông Dông. Và trên khắp con đường từ sân bay về đến khu ở của đội là Đông Quân thì chúng tôi đã nhận được thấy rất nhiều những băng rôn, những biểu ngữ chào đón tập thể của U23 Việt Nam có mặt tại đây. Xin được nhắc lại là dự kiến buổi tập của U23 Việt Nam sẽ bắt đầu vào lúc 16 giờ và 15 giờ 30 phút thì U23 Việt Nam sẽ rời khỏi khách sạn để đến với sân tập. Đấy, đây là những người Hàn Quốc, cả những người Việt Nam nữa. Rất đông. Đây là một anh bạn người Hàn Quốc đúng không ạ? Đây là Việt Nam hết ạ. Bây giờ mình sẽ cùng giao lưu với cả tất cả các anh chị, các cô, các chú, rất là nhiều thành phần tuổi, người cao tuổi có, người trung niên có, rất nhiều. Cô và chú đến đây lâu chưa? Cô đến đây nhưng mà chỉ qua mấy 2 tuần thôi, nhưng mà ở từ lâu, ở mười mấy năm đấy. Thưa cô rằng là cái cơ duyên nào mà khiến cô biết thông tin đội tuyển đến đây và cô đến đây với mong muốn là để làm gì ạ? Để cổ vũ cho người Việt Nam mình. Cô nhận được cái thông tin là đội tuyển U23 Việt Nam tập trung và tập huấn ở đây như nào ạ? Con gái mình nó nghe tin rồi, nó rủ mẹ đi thì đi. Vâng, cái tình yêu của cô dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ra làm sao ạ? Sao? Tình yêu của cô mà dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo như thế nào ạ? Rất thích. Vậy trong số các cầu thủ U23 Việt Nam thì cô thích cầu thủ nào nhất ạ? Cô thì vâng, đó là một câu trả lời rất thật của một cô cổ động viên đang sống và làm việc tại Hàn Quốc. Cô rất thích, cô không có một cầu thủ nào cá biệt mà cô thích, nhưng mà đó là cái tình yêu cô dành cho cả tập thể. Với còn chú thì sao ạ? Chú quan tâm bóng đá Việt Nam như thế nào ạ? Mình sang đây được 2 năm, lúc ở Việt Nam rất là bóng đá, rất xem rất tin bóng đá. Khi nghe được trên báo chí thì được đội tuyển U23 Việt Nam sang thành phố là thăm dân để là tập huấn, cho nên là đến đây để cổ vũ và xem. Chú có thường xuyên theo dõi và đồng hành với bóng đá Việt Nam không ạ? Rất là xem trực tiếp. Vâng, vậy thì ấn tượng giải đấu từ SEA Games cho đến là World Cup. Ấn tượng gì của chú về đội tuyển U23 Việt Nam cũng như là U22 trước đây ạ? Như là hôm nay là năm 2019 là có một điều mà chúng cháu rất tò mò là không biết là người Hàn Quốc nói gì về thầy Park ạ? Người Hàn Quốc thì không biết thế nào, nhưng mà cái ngôi nhà của huấn luyện Park Hang-seo là nơi đây, cho nên là người Hàn người ta nghĩ là Park Hang-seo sẽ chọn ngôi nhà để tập huấn cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và đó là cái lý do vì sao có rất đông các cổ động viên, những người hâm mộ của đội tuyển đã có mặt ở đây.
đây là những người anh chị em và các cô chú ở đây là khi sang Hàn Quốc, những sinh viên và những người thăm thân thăm cháu, cho nên là khi nghe đội tuyển Việt Nam sang Hàn Quốc người ta đến đây để là cổ vũ cho tham dự để xem. À vâng vâng, đó đó đó. Đó là tức là nhân một cái việc là cô chú thăm sang nhà thăm người thân đúng không ạ? Dạ. Và biết thông tin ngay là ngay tức là cô chú phải sắp xếp. À, cô chú nhà có gần đây không ạ? À, cũng người thì cũng gần, người thì cũng ở xa. Dạ, như cô chú là phải lái xe đến đây không? Dạ. Mất bao nhiêu phút ạ? Tầm khoảng 30 40 phút. Vâng. Có một điều là cháu quan sát là thấy là các cửa của sân vận động đang hiện tại đang đóng và đang khóa. Nếu như giả dụ mà cô chú đến đây mà không thể vào sân để trực tiếp xem các cầu thủ tập thì cái cảm xúc này nó như thế nào? Đón các cầu thủ thì rất là hạnh phúc rồi. Vâng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chú. Một hạnh phúc rất là đơn giản. Cho dù là họ đến đây, họ có thể đến từ những nẻo đường, những mọi miền của Hàn Quốc 30 phút hay là thậm chí hơn thế. Nhưng đến đây mà cho dù không được vào sân thì việc được gặp các cầu thủ cũng là một niềm vui. Và niềm vui thì có rất nhiều cách để mà thể hiện. Đó là những chia sẻ của một cặp vợ chồng sang thăm người thân ở bên Hàn Quốc. Và khi biết thông tin về đội tuyển U23 Việt Nam tập huấn ở đây thì cô chú đã dành thời gian để có mặt để gặp gỡ đội tuyển U23 Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo một cách trực tiếp. Và đây là một cơ hội hiếm có dành cho những cổ động viên của bóng đá. Bây giờ chúng ta nhé, các bạn của OnSport đây, các bạn thân mến, chờ mình một tí. Bây giờ mình sẽ thực hiện công việc là phỏng vấn trên truyền hình. Và các bạn sẽ nghe cái câu hỏi của mình, rồi nghe câu trả lời của chú và nghe lời phiên dịch của Chin, là để chúng ta có được những cái nội dung quan trọng. Ok, đây là một người Hàn Quốc. Chin không? Chin bảo là chú nhìn Chin trong quá trình trả lời phỏng vấn nhé. Ok. Rồi, Duy Anh sẽ hỏi nhá. Ông đánh giá thế nào về sự kiện của U23 Việt Nam cũng như là huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn Tông Yong để tập huấn đó? Thế cho nên là ông đã rất vui khi đoàn đến Thông Nhân để tập huấn. Những năm vừa qua thì người Hàn Quốc, người dân Hàn Quốc nói gì về bóng đá Việt Nam, nói gì về sự xuất hiện và những đóng góp của huấn luyện viên Park Hang-seo? Ông bảo là cái do cái người Việt Nam mình là cái bây giờ là số 1 của Đông Nam Á bóng đá. Chị này, chị khi dịch thì Chin thu mic về hướng mình nhá để nói cho nó rõ nhá. Chị nói đi. Cái bây giờ ông chúc mừng và ông rất hãnh diện vì đội tuyển Việt Nam bóng đá Việt Nam đã giành số 1 của Đông Nam Á, và do cái sự dẫn dắt của thầy Park Hang-seo cho nên mới được như ngày hôm nay, thì ông cũng cảm thấy rất hãnh diện và vui mừng. Xin được hỏi ông tiếp một câu rằng là một cái sự kiện kiểu như là một đội bóng đến tập huấn ở Tông Yong như này đã từng xuất hiện đấy chưa và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân đấy chưa? Không có. 가족들끼리 놀러 왔는데 베트남 축구팀이 여기 전지훈련 온다 해서
공연 하러 왔습니다. 네, ông trả lời là chưa có bao giờ và lần này là lần đầu tiên cho nên ông cùng gia đình đi du lịch đến đây và ngẫu nhiên ông cùng gia đình đến thăm và rất vui mừng khi được gặp mọi người. Và câu hỏi cuối là ông có nghĩ rằng là mình sẽ cùng gia đình sang Việt Nam du lịch và theo dõi một trận đấu đội tuyển tại sân Mỹ Đình? À, 마지막 물어 볼게요. 혹시 가족들이랑 베트남에 가는 기회 있는지 혹시 축구 경기에도 한번 보고 싶은지. 아, 네, 베트남은 한번 갔다 왔고요. 하노이 한번 작년에 한번 갔다 왔습니다. 예, 갔다 왔고. 네, 축구 게임은 아직 못 봤습니다. 한번 다음 기회가 되면 가 보겠습니다. 네, 엄마, 나 엄마 năm ngoái ông đến rồi và bây giờ đấy. Thank you very much. Thank you very much. Nếu mà có cơ ông sẽ đến nữa. Thank you. Và bây giờ thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã đến rồi. Đội tuyển đã đến, xin cầm cho Duy Anh nhá, cái mic nhá. Và chúng ta sẽ cùng xem là phản ứng của các cổ động viên ở đây như thế nào. Đây, đây, rất đông luôn. Không khác gì một buổi tập của đội của quốc gia mình. Rất nhiều người, rất nhiều trạng thái cảm xúc. Thầy Ly, đây, đấy, các bạn có thể thấy đông không? Ngay cả chúng tôi cũng không thể chen vào đây được. Đây, tôi đã lựa chọn một vị trí có thể các bạn để thấy rằng là nó đông như thế nào đây. Đấy, ngay khi chiếc xe chở đội tuyển Việt Nam xuất hiện thì đã rất đông các chiếc điện thoại giơ lên để lưu lại khoảnh khắc này. Đây là một khoảnh khắc mà như một người dân của thành phố Tây Ông đã nói rằng là chưa từng xuất hiện tại nơi đây. Rõ ràng những hình ảnh này chính là câu trả lời cho sự quan tâm của người dân Hàn Quốc lớn như thế nào dành cho bóng đá Việt Nam nói chung cũng như là cá nhân huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng. Các bạn có thể thấy không? Như đón chào những ngôi sao K-pop vậy. Trời, quá hay luôn. Khác gì những diễn viên hạng A của K-pop. Như những boy band xuất hiện. Những ống kính rất hay. Tuyệt vời. Cực kỳ là cảm xúc. Đấy, những cánh tay xin chào. Đó là những lời chào của người Hàn Quốc, của cả người Việt Nam. Họ đã có mặt ở đây. Quang Hải. Quang Hải chính là người được gọi tên nhiều nhất. Tiến Linh, Hồ Tấn Tài, Bùi Tiến Dũng. Yeah. Những âm thanh đang vào đây, thầy Bắc đây ạ. Ngôi sao số 1. Đấy, thầy Bắc đi và các bạn ý ngay lập tức tiếp cận với thầy Bắc nhưng rất khó, rất khó. Đấy, thôi chúng ta nhảy xuống để tiếp tục xem theo dõi như nào nhá. Đấy, các bạn nghe tiếng hát đồng thanh không? Park Hang-seo, Park Hang-seo. Dàn đồng ca ngay lập tức cất lên. Chuẩn luôn, phải là A cộng. Rất đông, rất đông. Đại ca được về thăm quê, rất hay. Nhà thầy Bắc thì ở rất gần đây thôi. Ủa, không cho vô hả? Chị đây, chị đây. Cho Duy mượn mic, chị đây. Chị, để Duy anh vào trong sân. Ờ, vậy Duy anh đi vào nhá. Bây giờ nhá, bây giờ từ ngoài sân khi mà đội tuyển đến rồi thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đồng hành và tiến bước vào bên trong buổi tập. Nhưng mà bây giờ phải xem là bảo vệ chưa cho vào đây. Phải tìm cách đây. Các bạn thấy rất nhiều cái cảm xúc của các bạn đây không? Đấy, rất nhiều người đang mừng rỡ. Rất là mừng rỡ luôn. Cả những em nhỏ này đang cố tìm một con đường để vào trong sân. Vừa gặp được rồi nhưng mà đặc sản Việt Nam. À, các bạn hãy cho mình nhờ tí. Các bạn có thể gọi anh bảo vệ cho mình không? From Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam. No, Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam bạn không hiểu. Đấy.
Ngay cả chúng tôi là phóng viên Việt Nam đồng hành cùng đội tuyển sang bên này cũng không thể được phép vào, và bây giờ anh bảo vệ đang phải nhờ một quản lý sân để hỏi. Các bạn hãy cùng xem là chúng ta phải giải quyết như thế nào. Đợi một chút, họ đang thảo luận. Bây giờ chúng ta cùng chờ một chút là chờ một chút để xem là ban huấn luyện sẽ quyết định như nào. Mọi người, bạn ơi đừng nói nữa bạn ơi. Chúng ta cùng chờ nhá để xem là các thành viên của ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam sẽ quyết định là mở cửa để cho các cổ động viên vào sân theo dõi hay như nào. À, đi đường khác. Như vậy là chúng ta sẽ đi đường khác. Rất vui. Hello. Được rồi. Đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đường vòng một tí. Ở đây không giống như Việt Nam. Chúng ta sẽ tuân theo sự hướng dẫn. Các bạn có thể nghe thấy không? Nó khác gì một mỹ đình thu nhỏ ở đây đâu. Đấy, rất đông đây, và bây giờ cánh cổng này sẽ được mở ra để thỏa mãn tình yêu của các cổ động viên muốn được theo dõi. Đây, Quang Hải. Đây, Quang Hải là cái tên được rồi. Bùi Tiến Dũng, ok. Rất hay. Việt Nam vô địch, Việt Nam có đá trải gì đâu mà vô địch. Việt Nam tập huấn. À, ok. Việt Nam luôn là đội bóng vô địch trong tim của hâm mộ. Đấy, đó là một câu chuyện, một đoạn hội thoại giữa người bảo vệ sân và các cổ động viên. À, anh bảo vệ sân nói rằng là các cổ động viên phải lên trên khán đài, không được đứng ở dưới sân để ảnh hưởng buổi tập của các cầu thủ. Cực kỳ vui các anh chị ạ, các bạn ạ, quá tuyệt vời luôn. Mỗi lần đồng hành với bóng đá Việt Nam, với đội tuyển Việt Nam, nó là một thứ cảm xúc hoàn toàn khác. Một năm về trước đó là cảm xúc ở Thường Châu, và bây giờ ở trên đất Busan của Hàn Quốc thì nó lại là một thứ cảm xúc của những người cổ động viên xa nhà ủng hộ và đồng hành với bóng đá Việt Nam. Lúc nào cũng vậy, đội tuyển Việt Nam chỉ mong rằng nhận được rất nhiều tình cảm, tình yêu và được vòng tay của các cổ động viên, dù đó là người Hàn Quốc hay đó là Việt Nam. Họ thật tuyệt vời. Đúng là bóng đá có sức lan tỏa và tình yêu mãnh liệt. Và thực sự thì bóng đá Việt Nam trong những năm gần trở lại đây đã truyền cảm hứng và thắp lửa cho các cổ động viên. Cũng xếp hàng như ai, khác gì đâu là một trận xem bóng đá trên sân Mỹ Đình. Cũng phải đi qua những cánh cửa để lên trên các khán đài. Đấy, và chúng tôi, ngay cả những phóng viên cũng phải xếp hàng trật tự đi theo. À, ngay cả phóng viên cũng phải lên trên khán đài các bạn ạ. Ok, mình chấp hành thôi. Ta bảo rồi, Việt Nam chỉ nghèo tiền thôi nhưng mà tình yêu bóng đá thì... Một anh cổ động viên đứng bên cạnh tôi và nói rằng Việt Nam chỉ có thể kinh tế có thể nghèo nhưng mà về tình yêu dành cho người hâm mộ thì rất là giàu. Và đó đúng là cổ động viên là thứ tài sản quý giá nhất của một đội bóng ạ. Đây. Các bạn có nhìn thấy như thế không? Đây, chúng ta đã có mặt trên sân. Chúng ta đã có mặt ở trên sân và bây giờ ở dưới sân thì các cầu thủ đang xếp một vòng tròn. Các bạn có thể nghe tiếng hoa không ạ? Đó là lời nhắc nhở của bảo vệ sân. Đấy, rất nhiều bạn cũng đang háo hức mở điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc này. Không ai muốn bỏ lỡ. Đấy, các bạn có thể thấy không? Ai cũng live stream, người người live stream, nhà nhà live stream. Bạn này còn cẩn thận, còn viết là caption nữa cơ. Rất là chu đáo luôn. Sân này là sân bóng Tông Dông ạ. Sân bóng rất đẹp ạ, đúng không ạ? Cỏ thật luôn ạ. Cỏ thật luôn phải không anh? Vâng.
Các anh có thể nói với bảo vệ đang nói gì được không ạ? Hiện tại vào lúc này là vào lúc 16 giờ trong Hàn Quốc. Cắm cho cái điện thoại để quay vào chụp hình. À, không dùng điện thoại để quay vào chụp hình. Đấy đấy, yêu cầu là không live stream, không dùng điện thoại để quay vào chụp hình. Các bạn có thể, tôi vừa mới hỏi được lý do là chúng ta sẽ không được phép live stream tiếp nữa rồi. Chúng ta sẽ phải kết thúc live stream ở đây. Đấy, lời nhắc nhở của bảo vệ sân. Và đó cũng chính là thông điệp mà thầy Park đã truyền lại cho các bảo vệ, là không muốn bất cứ một hình ảnh nào của bóng đá Việt Nam, đội tuyển Việt Nam lọt vào các phần live stream của các cổ động viên. Jin Hong Appa, hiện tại là bạn Huy chưa thấy ở đây ạ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ phải kết thúc cái phần live stream đây nhá. Câu chuyện chúng ta sẽ cùng nhau truyền tải vào buổi tối nay đi. Sau khi chúng tôi trở về từ buổi tập, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện ngày đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại Hàn Quốc như thế nào. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ phải kết thúc phần live stream đây. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những buổi live stream tiếp theo của Osport nhá. Xin chào các bạn. Chin chin cái gì? Ai cứ phỏng vấn chin thế này? Chin ơi, chin ra đây này. Rất nhiều người yêu cầu là muốn được nhìn thấy chin này, muốn được nghe câu chuyện chin. Sao được rồi, thế để đáp ứng cho các bạn thì chúng ta sẽ cùng em trò chuyện vậy. Chào chin, đây là bạn chin của tôi đây. Đây là chin, là cô bạn mà chúng hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều trong những cái tiếng đầu tiên có mặt ở Hàn Quốc. Và chị có thể biết rằng là cái cảm xúc của chị như thế nào khi mà đội tuyển Việt Nam sang đây tập luyện? Mình rất là hạnh phúc. Thế cái hạnh phúc này nó có khác gì hạnh phúc khác của chị không? Trước đây không? Chị sáng chị cảm ơn chị đã 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 nó rất to, to, to như nào thì không ai biết được đúng không chị? Đây này Huy này, Huy nó đang trốn việc xem mọi người đây. Chào Huy. Ok, vậy thì trong những ngày mà đội tuyển ở đây thì công việc thì vẫn phải diễn ra như hàng ngày. Vậy thì làm thế nào để chị có thể thu xếp được mà vẫn có thể thể hiện được tình yêu của mình mà không bị ảnh hưởng công việc? Mai là chủ nhật thì chúng ta vẫn được nghỉ đúng không ạ? Vâng ạ. Và mai chị lại tiếp tục. Vâng ạ, dĩ nhiên rồi, mai lại phải tiếp tục chứ ạ. Khoảng cách từ nhà chị đến sân vận động Tông Dông sao? Nhà mình cách đây khoảng 30 phút, 35 phút. Và quãng đường trở nên ngắn lại khi mà tình yêu của mình nó lan tỏa như thế đúng không? I love Quang Hải. I love Quang Hải, vậy ai Quang Hải luôn. Quang Hải rồi, Quang Hải rất dễ thương, Quang Hải rất đẹp trai, dễ mến. Ok, Quang Hải là một sự mãnh liệt mà Chin dành cho đội tuyển đúng không? Vâng ạ. Ok, mình cảm ơn Chin. Như vậy là chúng ta vừa cùng nhau giao lưu với một cổ động viên cũng là một người bạn của Osport, đó là bạn Chin. Rất nhiều người đã đề nghị là được phỏng vấn Chin, được nghe thấy Chin. Và bây giờ chúng tôi đã thực hiện xong những cái yêu cầu của các bạn. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những buổi live stream tiếp theo nhé. Không là bảo vệ đuổi tôi ra khỏi sân mất. Chào các bạn nhé.